Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Game TV của mình. Em sẽ chơi game Super Mario Party trên Nintendo Switch. Bắt đầu vào game. Sản ảnh đi. Cái này mình cần chọn vị trí chiếm hết khung ảnh cho nó là trường điểm rồi. Ok. Start. Oh zoom đi, cho tự chọn game đi. À, chạy. Làm sao để né cái điểm màu hồng mà nó dừng thì mình sẽ rơi xuống hố. Nhân vật là Daisy nhá. Hay quá. Sao để tin mình vẫn thắng mà. Winners. Ready. Trên cái ổ bom chạy này. Ok. Bắt đầu rồi. À, bắn pháo hoa. Cái tượng ôm bom. Xin lỗi các bạn. Hộp chứa hạt rẻ nhiều nhất đấy. Đây. Mình cầm và cảm nhận. Xin tay cầm. Okay. Start. Ha!
đấy là Winners. Ready? Mình có chọn game khác nhé. À, đào vàng. Kiểu như mình có một máy dò vàng đến, nó dùng nhiều được đào. Đào đó. Start. Mấy người nhất nhỉ? À, hứng hoa quả đây. Chuyện hứng mà ném bom là kìa. Start. Hai người chéo nhau là một đội. Soi đến một mức nó nhìn kỹ là được.
Winners! Mình xin dừng game tại đây thôi. Nếu các bạn đến hay hãy like và subscribe giúp mình nhé.